thông tin của Trâm Anh với cả Thành Danh. Đúng không ạ? Đúng ạ. Rồi. Gớm quá đấy. 1 giờ đêm ngày hôm qua bà Ngọc bà mới gửi thông tin. Bà đấy kinh khủng, nửa đêm giờ tí hiện hình đấy. Quá thể cơ. Thế định lấy nhau như nào? Dạ. Dạ vâng. Thì hôm nay là con muốn qua gặp thầy để... Dạ xem ngày giờ ạ. Dạ vâng. Để tổ chức hôn lễ ạ. Thôi này đi. 2 tuổi này đừng lấy nhau vào làm gì nó khổ nhau ra nhá. 2 tuổi này lấy nhau vào ấy, không ly hôn thì cũng ly biệt. 1 trong 2 người ấy là sẽ đoản mệnh. Hả? Dạ. Là chết à? Là thế nào? Thôi thế này nha. Ngày hôm nay là Long Vân Khánh Hội Cát Nhật Đương Thời. Coi như là cũng là người quen của bà Ngọc bái gửi đến đây thì cũng nói luôn. 2 cái tuổi này bên nhà giai là đi Bính Tý. Vâng, 96. Ừ. Bên quả này là đi Kỷ Mão, đúng không ạ? Dạ. Tứ hành xung rồi, Tý Ngọ Mão Dậu tứ hành xung, 2 tuổi này mà lấy nhau vào khổ lắm nhá. Làm ăn thì không đặng đường làm ăn nhá. Công không thành, danh không toại. Ra đường thì không gặp quý nhân phù trợ đâu. Ra đường gặp ông thất đức, gặp bà bất nhân đấy nhá. Làm ăn không thua trước thì thua sau, không thua đầu thì thua cuối. Đây không phải nói để chia loan rẽ thúy đâu. Nhưng mà như này này, tốt nhất là buông tha cho nhau đi nhá. Ra kia thấy ai mà hợp ấy thì lấy người ta, chứ đừng có lấy nhau vào khổ nhau ra. Sao lấy người khác được thầy? Thật nhá, nếu mà muốn lấy nhau ấy thì lấy được, nhưng mà lễ lạc nó rườm rà lắm luôn ấy. Ừ. Lễ hết lễ nọ đến lễ kia rồi lễ 5 lần 7 lượt. Nhưng mà nó hỏi này, có đúng bên đằng nhà Trâm Anh là đang có người ốm đúng không ạ? Đúng. Mà ốm rất nặng đúng không ạ? Đúng. Thế thì rườm rà làm cái gì? Buông tha cho nhau đi. Ở ngoài kia dai còn đầy gái còn đầy ra. Không không, nhưng mà ý là mình làm lễ là mình giải giải hạn. Thầy đúng ơi, rồi. Thầy. Vâng, nhưng mà là à thầy ơi. Ừ. Sẵn tiện đây cho con hỏi thêm về thông tin gia đình của con được không thầy? Ừ. Thực ra là trong nhà con thì cũng không phải là chỉ riêng cái đám cưới này đâu, còn một cái đám cưới nữa thầy ạ. Thím của con ở dưới quê sinh năm 1972. 72 Nhâm Tý. Dạ. À, người yêu của thím là 1968. 68 Mậu Thân hả? Dạ, thì hai người cũng yêu nhau đậm sâu giống như con với anh Danh. Cũng đang muốn về chung nhà sớm thì có... Bảo về bảo hai quả lấy nhau luôn. Lấy luôn được ấy nhá. Thân Tý thì là tam hợp nhá. Hai quả lấy nhau thì kinh khủng luôn nhá. Làm ăn hưng thịnh 3 đời nhá. Ra đường gặp người có đức, gặp người có nhân nhá. Ra đường là đi 5 về 10, đi tươi về tốt. Thích lấy ngày nào thì lấy, mà tốt nhất là chọn cái ngày cuối tuần nào hôm nào mát mẻ nhá. Lên xem dự báo thời tiết cứ mát mẻ là tổ chức đám cưới để cho hai bên bốn họ người ta còn sắp xếp công việc người ta sang. Dạ. Nhá. Cảm ơn thầy. Ừ. Cái gì con báo cáo cho thím biết để cho thím mừng. Vâng, thế thầy ơi, thế cái mà làm lễ mà giải là mình phải làm như thế nào nhỉ? Tổ chức mà cần những cái gì thầy nhỉ? Nếu mà cố nhá. Dạ. Thì làm cứ ngồi đây, xong rồi tớ vào kia tớ làm cho cái danh sách, xong rồi là lễ lạc thế nào về gia chủ tự chuẩn bị. Xong ngày giờ thế nào tớ báo nhá. Dạ vâng. Ngồi đấy nhá. Yêu quá thì cũng khổ. Thôi anh ơi, viết cái danh sách lễ cho người ta nào. Thế nhưng mà cũng bảo mẹ Ngọc đi cùng không? Chết giờ ơi, cứ tưởng qua xem ngày giờ thôi, bây giờ thành dại thêm bao việc. Cả danh sách như thế không biết anh với em có tự chuẩn bị được không? Thầy bảo bao nhiêu nữa nhỉ? 20. Ôi xong còn thêm hình nhân, xong rồi còn sơn trang nữa. Có khi lại phải về nhờ mẹ đi cùng chứ làm sao mà biết được. Cười gì đây? Này, được bảo với em là anh tin đấy nhá. Không phải mình tin, nhưng mà bây giờ mẹ tin thì đằng nào chẳng phải chuẩn bị đúng không? Lúc này anh có nhớ em hỏi 2 năm sinh không? Ừ. Người thân ở quê á? Đó là năm sinh của bố và mẹ em. Bố mẹ ly dị năm em 10 tuổi. Nghĩ làm sao mà con thành danh toại 100 năm hạnh phúc. Là từ nãy giờ là em giả vờ đúng không? Thôi, về nhà mình mở mạng ra xem ngày nào là ngày rảnh, ngày nào là ngày hoàng đạo thì ngày đó là ngày đẹp, không cần thầy phán để vợ tương lai của anh phán. Ừ. Mà sợ mẹ Ngọc nói gì không?
Ôi, không sao đâu. Đi. Cứ tưởng chồng mình cứng lắm thì bún một cái nhũn. Nhũn gì? Đấy là hòa chung bầu không khí thôi. Thôi đi, nãy mà anh thấy mét chứ kìa. Chứ còn đến cái đoạn mà bảo hai người đến nhau công thành danh, anh thấy sai rồi. Này về nhanh phun combo luôn. 20 bán nửa, 50 bán nửa. Thế vụ em với mẹ đi điều tra như thế nào rồi? Có gặp được cô bé Trâm Anh đấy không? Nhiều chuyện hay lắm. Chị muốn nghe em kể không? Tối nay rửa bát cho em đi, để em kể cho. Đi mà. Tại cả ngày hôm nay em lái xe máy chở mẹ, tay của em mỏi hết cả. Lại còn mặc cả với chị nữa. Đâu, em có mặc cả đâu. Em đang nhờ chị mà. Được không? Khó nhọc gì đâu mấy cái bát.